Ủa, bữa nay mình đi là bị bể kế hoạch nha. Trời ơi, thăm thẳm luôn, không thấy cái chỗ nào trống luôn. Rồi vậy là hết đi, vậy là mình phải quay trở lại. Bữa nay là ngày 20 tháng 4 năm 2020. Bữa nay hình như là phần 15 hay gì đó cô á. Thì thường mỗi ngày mình đi là khoảng 10 đến 20 km trên một ngày. Có thể cô bác xem là khoảng 30 phút hoặc 45 phút, 50 phút thôi. Nhưng mà nếu như cái đường xa thì mình sẽ chạy ga lớn một chút xíu rồi chạy cho nó nhanh hơn nửa ga. Đó, còn cái đường mà hơi ngắn á, thì mình sẽ chạy cái ga nhỏ nhỏ một chút xíu, thì trung bình khoảng 30 40 phút đó. Thì cái hành trình bữa nay mình đi là từ đây, từ Thạnh Mỹ tuốt ở đây đi bọc bọc ra Cao Sông Cái Sắn, đi vòng vào cái cống nhà thờ Lán Sen cùng cái đường cống nhà thờ ở đây, rồi mình sẽ bọc ra cái kinh Lán Chim giáp với cái đường Lán Sen đây, chợ Lán Sen ở đây. Mình sẽ đi vòng qua cống nhà thờ, bọc qua cái kinh Lán Chim, vòng về cái kinh Số Mười, tức là cái kinh 4 tổng 1 ngàn. Rồi mình sẽ chạy bọc ngựa trở về lại cái chợ huyện ở đây, là cái lộ trình là khoảng 10 cây số đó cô, khoảng 10 km. Nhưng mà khi mình chạy tới đây, vòng vào cái đường cống Môi Khôi này, thì tới đây là lục bình cứng ngắc hết nè cô, cứng ngắc hết toàn bộ bích đường luôn, có nghĩa là cái đường này không còn đi được nữa, bắt buộc là phải chở ngược chở ga đó. Trong cái tiếng này là cái đường kính này nó cạn dữ lắm luôn, chạy là lên sình luôn, nó khoảng chừng 5 tấc nước thôi. Có một số cái ghe, cái chở mà cát đá đồ vân vân, người ta đi vào cái đường này, người ta đi cái kinh nhánh này, đi vào cái đường này và cũng bị mắc kẹt luôn đó. Cái đoạn này vui lắm, để chừng nữa mình sẽ để nguyên gốc cái âm thanh ở đây và hình ảnh ở cái đoạn này khoảng chừng 20 phút để cô bác mình xem cái đoạn này vui nha. Thì cái đoạn đầu này thì mình sẽ ghép nhạc vào đó, rồi tới cái đoạn mà trục trặc kỹ thuật này mình sẽ để nguyên âm thanh để cô bác tham khảo chơi cho nó vui nha. Chứ cái lộ trình là mình đi là từ tuốt đằng này nè đó, mình đi vòng 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 qua đây, bọc qua đây, rồi mới vòng qua đây, rồi mới bọc qua đây, rồi mới vòng qua đây, rồi mới bọc ngược xuống đây, rồi mới trở về đây, lên đây, rồi qua đây đó. Đó là tròn một cái vòng từ cái tổ đi đến cái điểm cần đến và trở về cái tổ cũ đó. Đó. Rồi mình sẽ bắt đầu hả cô bác, thì để mình chụp lại cái hình để cô bác xem nè đó. Đó, cái này là cái lộ trình đó cô bác, đó cái đây ha, vòng qua đây, 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 trở về đây, lên đây, qua đây, trở về đây, đó là hơn 10 cây số. Cái bữa mà ghép nhạc Tân Cổ Hùng Cường đó cô bác, cái bữa đó là cũng là bị bể kế hoạch nữa đó, đi cũng bị cái đường mà nó lục bình không kín đường, mắc trở lại bọc lại cái đường khác. Cùng với nó đi thì cái đường quá xa rồi, không có đổi lịch trình được, bắt buộc phải trở về cái đường cũ đó. Và mấy cái điểm, mấy cái đường đi đó cô bác, thường là mấy cái bọc gác ghến ở trên kinh sông rất là nhiều luôn đó. Đi một bữa trung bình là gỡ khoảng từ 4 5 cái bọc là ít đó. Thì những cái đoạn mà bị ngắt phim đó là cô bác thấy chớp qua cảnh đó, là mấy cái đoạn đó là ngừng lại để gỡ bọc đó. Nhưng mà từ cái đoạn mà trục trặc kỹ thuật ở đây, mình sẽ quay luôn, lấy luôn những cái cảnh mà gỡ bọc mình không có cắt như mọi khi ha, để luôn nguyên si cái khúc mà bị dính bọc gác ghến rồi để cô bác xem chơi nha. Đó, tại vì cái thời gian này là cái thời gian dịch đó cô bác, mấy cái điểm du lịch là người ta đóng cửa, còn núi non ha là mình đi cũng không được luôn. Đi là tới chân núi là có những cái bộ phận người ta gác ở đó rồi, người ta sẽ đuổi mình, không có cho mình lên núi là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như mình đi đường tắt lên núi á, thì ở những cái điểm tham quan như Dồ Đầu, Dồ Thiên Tuế, đồ dân gian thì cũng có những người ta canh gác ở đó, người ta sẽ đuổi mình xuống luôn. Tại có mấy vị mới đi nè, cũng mới thông báo cho mình đi nhỏ lẻ đi, một hai người đó đi lên, tưởng là trốn qua cái cổng ở dưới chân núi mình lên trên là ngon rồi, ai về ở trên cũng có người gác luôn, người ta cũng đuổi mình xuống đó. Thành ra là trong cái thời gian này là không thể nào đi được cô bác, mấy điểm tham quan du lịch núi non đi hành hương đâu không thể đi được.
À, thành ra cô bác mình chịu khó nằm võng coi mấy cái video này đỡ buồn hả cô bác à, cái này là cái tình trạng chung mà à, thôi mình bắt đầu ha. Lúc đầu thì mình sẽ ghép nhạc, tới đây mình sẽ giữ nguyên si à, rồi khi trở ra lại cái sông Cái Lớn này mình sẽ bắt đầu ghép nhạc trở lại rồi. Bên sông người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mờ thành ghế đá chiều công viên ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chừng bơ ngơ bơ vơ, người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài, hình bóng cũ người yêu ơi còn đâu tình duyên đã lâu rồi. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh, biết lỡ yêu sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết trọn mộng đâu em, xin từ giã đường phố trắng mưa ngâu, làm chim bay mỏi cánh nước mắt đêm ta từ thành phố cũ người yêu xưa còn đâu giờ đây xin ra từ. Ngoài phố chừng bơ ngơ bơ vơ, người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài, hình bóng cũ người yêu ơi còn đâu tình duyên đã lỡ rồi. Thôi chia tay nhau từ đây, vây quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết trọn mộng đâu em, xin từ giã đường phố trắng mưa ngâu, làm chim bay mỏi cánh nước mắt đêm ta từ thành phố cũ người yêu xưa còn đâu giờ đây xin ra từ. Để buồn người trai nơi xa xôi,
rơi trên áo ai kết nên duyên đời. Và giữa khi tâm tư dễ thương, hồi cõi hương thơ sẽ nát trong đêm dài. Hành trang kín vai đầy, có một người mà tôi chưa quen tên. Trong sương xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường, và người đi say bên chiến thắng, một mình ai còn ngỡ ngàng trong đêm trường. Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương anh biết có người bên sông nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao ước đẹp một vì sao. Nhớ thương vô mơ vì tình yêu như nụ hoa, chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi. Rồi một ngày mai giữa muôn hoa, người về với thương nhớ câu hát hay thơ. Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm tìm hai cánh hoa mềm ép vào lòng rồi nghe yêu thương thêm. Đêm dần tàn tâm tư riêng mang thanh thang lối đi, nắng mai chập chờn một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phương. Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương anh vắng xa. Biết có người bên sông nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao ước đẹp một vì sao. Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa, chỉ nở một lần thôi, rồi một ngày mai giữa muôn hoa, người về với thương nhớ cho câu hát hay thơ. Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm tìm hai cánh hoa mềm ép vào lòng rồi nghe yêu thương thêm. Đêm dần tàn tâm tư riêng mang thênh thang lối đi, nắng mai chập chờn một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phương. Rồi lòng mơ tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng. Một ngày lắm đông lạnh vào lòng,
thương anh tháng năm dài giờ, nỗi buồn cô phụ bao la. Miền xa xin em thấu hiểu được là xuân xanh một thuở có em chờ mong. Bây giờ mình còn xa nhau, nhưng tin có nhau trong đời, đêm đông về có em đợi chờ. Nửa đêm giáo đường chuông vọng xa xôi, cô vui như thuở ban đầu gặp nhau giữa đêm kinh cầu. Cầu xin đời mình mãi thương nhau, anh tình đó không phải bầu ao cưới về đẹp lòng cũ dương. Giờ anh nón cao áo trận bạc màu, mong anh chọn linh chúng ta chọn vui. Bây giờ mình còn xa nhau, mai sau có nhau trong đời, đêm đông về cũng không lạnh.
rồi con kinh này bích lục bình luôn, hết đi luôn. Ôi ơi, thăm thẳm luôn, không thấy cái chỗ nào trống luôn. À, chỗ này còn trống trống, lại đằng kia là kín mít cái con kinh luôn. Rồi vậy là hết đi, vậy là mình phải quay trở lại.
ra đổ chính cửa sông nơi em qua đất nợ lời yêu luôn nhớ em thật nhiều từ say ngất giọng hò chiều qua bờ bay mùa điên điên trồ bông vàng mơ mong từng hạt cơm nếu có khi vẫn hờn thì quê vẫn là tình quê dòng sông con nghiêng bóng nhớ nắng mai non nắng đổ tàu chiều sáo diều lung linh gió giấc ngủ bờ tre trưa lời tình lòng quê đáp lại tình
mái tóc thề. Thương tóc dài sông Hậu Giang, ai nhớ ai, nhớ ai ngày xưa. Anh đã trao, đã trao lời thề cho người con gái dân mãi chờ. Con gái thương tóc thề.